Chồng nhậu xong định lật kèo nằm ngủ không chịu dọn dẹp, cô gái liền gọi điện mách mẹ và cây kết. Em gọi mẹ nha. Rửa bát đi, nằm ngủ. Em không đồng ý anh như thế này đâu. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Gọi thoải mái, gọi hộ cái. Ừ rồi nhớ ấy, đây. Rồi rồi, mày xong rồi. Mới đây dân cư mạng đang truyền tay nhau đoạn video về câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng chẳng phải là vấn đề tranh cãi hay xích mích giữa hai người, mà là câu chuyện làm không ít các cánh chị em phụ nữ phải gato vì cô gái có một người mẹ quá tuyệt vời. Theo đó, trong đoạn clip là một bãi chiến trường vừa được chồng và các người bạn ăn nhậu xả ra. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng như giao ước là sẽ tự dọn dẹp tất cả sau bữa nhậu, thì anh chồng lại lật kèo nằm ườn ra ngủ rồi bắt vợ dọn giùm. Vì quá bức xúc nên cô gái đã không ngần ngại gọi điện cho mẹ chồng để mách tội. Và cái kết, trong vòng 30 giây, thanh niên phải bật dậy vừa dọn dẹp vừa nghe âm thanh chửi văng vẳng vang ra. Em gọi mẹ nha. Rửa bát đi. Em không đồng ý anh như thế này đâu. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Gọi thoải mái, gọi hộ cái. Ừ rồi nhớ ấy, đây. Tưởng tôi hiền. Mẹ ơi, anh Thuần đang ăn xong anh nằm mẹ này. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã làm các chị em nghe xong mà đã cái nư. Một vài bình luận mọi người để lại bên dưới: yêu cái cách mà mẹ chửi quá cơ, lúc đầu dọn đi có phải đỡ không, cứ thích cãi để ăn nguyên combo mới vừa lòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.